Phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản mới dựa vào chính tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đó là hướng đi đúng đắn đang được huyện A Lưới triển khai. Một trong những mô hình nổi bật nhất đó chính là nuôi cá tầm tại xã Hồng Kim. Đây là loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao, qua nuôi thí điểm đã cho thấy rất phù hợp với điều kiện tự nhiên tại đây. Vấn đề còn lại chính là nâng cao giá trị kinh tế thông qua việc xây dựng thương hiệu riêng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Anh Hồ Thanh Phương ở xã Hồng Kim là một trong số hai hộ được chọn thực hiện thí điểm mô hình nuôi cá tầm. Tận dụng nguồn nước suối từ chài A No, năm 2019, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, hộ gia đình anh Phương đã tiến hành đầu tư hệ thống nước từ chài, đào ao, lọc bạc, tiến hành thả cá tầm với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Đến nay, hộ gia đình anh Phương đã thả nuôi được 2 vụ, trong đó niên vụ 2021 đến nay đã được 7 tháng, với mật độ thả nuôi cá là 10 con trên 1 mét vuông. Nguồn nước trong hồ luôn duy trì ổn định từ 22 đến 25 độ C, thích hợp cho sự phát triển của cá tầm. Hiện tại cá đạt trọng lượng trung bình từ 1,4 đến 1,7 kg một con. Theo anh Phương, cá tầm sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, nguồn nước tại A Lưới. Sau 2 năm thực hiện phối hợp nghiên cứu cùng Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, thì nhận thấy con cá tầm đã phát triển rất tốt và thích nghi với điều kiện môi trường ở A Lưới, đặc biệt là con cá sinh trưởng rất là nhanh. Đó, thì sau 2 năm nuôi thì ở đây đã có những con cá nó phát triển trọng lượng đến 10 kg trên một con. Đó, thì bước đầu là về mặt khoa học thì khẳng định là cá tầm là thích nghi với A Lưới. Hiện trang trại cá tầm của anh Phương có 5 ao, trong đó có 3 ao chuyên nuôi cá tầm, có diện tích khoảng 600 mét vuông với số lượng 2.000 con. Con bé nhất có trọng lượng 1,2 kg, con lớn nhất có trọng lượng trên 10 kg. Để phát huy lợi thế và tiềm năng của địa bàn huyện A Lưới, trong thời gian tới, chủ trang trại sẽ phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình, đặc biệt ứng dụng khoa học kỹ thuật để nhân ươm con giống cá tầm, nhằm chủ động trong nguồn cung con giống cũng như hạn chế rủi ro trong quá trình phát triển đối tượng nuôi này. Theo như cái kế hoạch của huyện cũng như là của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thì tôi sẽ cùng với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình, đặc biệt là tiến tới là sẽ sản xuất con giống, ươm con giống ngay tại A Lưới để bớt phụ thuộc vào cái nguồn cung giống, thứ hai nữa là bớt về rủi ro quá trình vận chuyển con giống. Thành công của mô hình nuôi cá tầm A Lưới bước đầu cho thấy sự thích nghi và phát triển của loại hình thủy sản này với điều kiện tự nhiên tại đây. Từ đó có thể hoàn thiện quy trình nuôi và đề xuất hướng phát triển đối tượng nuôi trong thời gian tới, góp phần đa dạng hóa đối tượng và nâng cao hiệu quả của hình thức nuôi cá nước ngọt, hướng tới xây dựng thương hiệu đặc sản cá tầm A Lưới. Trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục đầu tư cái nguồn ngân sách và đặc biệt là từ nguồn đầu tư của Bộ Khoa Công nghệ vừa phê duyệt dành cho tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó chọn A Lưới với kinh phí khoảng trên 3 tỷ đồng để mở rộng và nhân rộng mô hình cá tầm. Về phía huyện A Lưới thì chúng tôi sẽ tiếp tục vừa mở rộng vừa nhân rộng, đồng thời là xây dựng nhãn hiệu cá tầm, xem như cá tầm là một sản phẩm đặc sản riêng có của huyện A Lưới. Để phát triển đối tượng nuôi mới này trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến Nông còn khuyến cáo một số giải pháp. Cần chuẩn bị tốt ao hồ nuôi, có nguồn nước tự chảy đảm bảo liên tục, nhiệt độ nước luôn duy trì ở mức dưới 26 độ. Trước lúc nhân rộng mô hình, Sở Khoa học và Công nghệ cần sớm đưa vào đề tài nghiên cứu và tiếp tục theo dõi đối tượng nuôi này để có những đánh giá chính xác về tính thích nghi của cá tầm đối với điều kiện nuôi tự nhiên tại A Lưới.